Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Mỹ Tư Trương TV. Hôm nay mình có tham khảo một cái vụ mà mở khóa bằng cái cục hít nè mọi người. Thì mình có nhìn thấy trên mạng nó có hướng dẫn cách mở khóa bằng cục hít này rất là hay. Hôm nay mình sẽ dùng cái cục hít này, bốn cái cục hít này á, để mà mở cái ổ khóa này rất là hay, hấp dẫn nha. Thì cục hít này mình mua này mọi người, từ rất là mạnh nè, thấy không? Mọi người thấy không? Mình phải dùng lực là gỡ ra đó. 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 Trời. Hít quá dữ luôn rồi. Ôi trời. Hít rất là mạnh nha mọi người nha. À. Bốn người này mình mua ở mấy cái tiệm điện tử mới có chứ bình thường không, bên ngoài không bán đó nha. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái cục hít này để mở cái khóa này ra. Đó. Thì cách mở khóa trên mạng là hướng dẫn nè. Tức là đây mọi người thấy trong cái khay này, mọi người thấy không, trong lỗ khay nè nó có cái khóa, thì mọi người dặn á, dặn vô mọi người thấy nên hụt luôn nè, để lúc cái khóa này á nó thụt vô trong á thì cái nó đẩy cái cục từ nó văng ra đó. Thì giống như thế này nè, mình bóp vào đó, mình dặn thì nó sẽ văng ra, phải không? Thì bây giờ mình sẽ dùng 500 mình đặt vào đây để cho hút cái cục này, cục nó thụt vào thì tự động cái này sẽ văng ra. Đó là cách trên mạng đó chị nha, chị rất là hay, rất thú vị. Và bây giờ Trưng sẽ dùng những cái cục này để đặt vào nha. Cục hít này rất là mạnh nha, bốn cục này nè. Bây giờ Trưng sẽ đóng lại nè, giờ làm thử cho mọi người xem nha. Đầu tiên là mình sẽ dùng một cái cục này bỏ vô đây, hít thử. Không được nha mọi người, không được. Trưng sẽ làm cục thứ hai đây, thêm cục thứ hai, tức là lực từ sẽ tăng lên gấp đôi nha, thử xem được không. Đó. Vẫn không được nha mọi người. Đó. Bây giờ Trưng sẽ thêm cục thứ ba, lực từ nó tăng lên gấp 3 lần nha, cũng không ra luôn nha mọi người, không ra luôn. Đó. Đó, hơi khó, bây giờ không biết là sao. Bây giờ còn cục cuối cùng nè, là cục thứ tư nè. Đó. Nếu cục này mà nó không ra nữa thì thực ra mình chịu thua luôn, mình không thể nào. Tức là bốn cục từ này rất là mạnh rồi nhưng mà không ra, thì nếu mà trường hợp này không ra nó là thua luôn đó. Mình làm thử cục thứ tư nha. Đây. Đó. Ê, cũng không được nha mọi người, không được. Chứng tỏ thì trên mạng nó đang chỉ nó không có đúng rồi mọi người, nó có vấn đề chỗ nào đó. Đây mọi người, bây giờ cách thứ nhất là không được rồi đó. Thì bây giờ mình thử cách thứ hai, thử sao nha. Giờ trước mắt mình thử lại ổ khóa nè, nó vẫn còn hoạt động bình thường đó. Bây giờ mình thử cách thứ hai, cũng trên mạng cũng chỉ là cách làm như sau, là đó là chậm cứng quá trời luôn, kẹp hai cục 500 mà lại là đó. Không, rất cứng nha mọi người, rất cứng nha. Đó, kẹp hai cục 500 mà lại rồi sau đó thì sẽ dùng hai cục mà nữa đặt phía sau, thấy không? Đặt phía sau thì cái đẩy này nó sẽ nhắc lên. Đó, giờ Trưng làm cách này nữa nè, coi xem sao. Ai cũng không lên rồi mọi người, không thấy mà có một cái nhúc nhích gì hết. Đó, không thấy một nhúc nhích gì hết. Ây da, không được rồi. Cả hai cách này mình đều làm hết với 500 từ khá, rất là mạnh nha, rất là mạnh. Mà không được thì mình nghĩ chắc là cái ổ khóa lúc mọi người đó làm thì nó có cái vấn đề gì đó rồi, tức là vấn đề họ đã làm cái gì trong này nè mới dễ dàng hút ra một cách nhanh như vậy nha. Chứ bốn cục 500 này nè nó rất là mạnh nhưng mà vẫn không được. Ơi mọi người ơi, bây giờ là cái 500 này để mở ổ khóa này ra thì thấy không hiệu quả rồi, thấy không được rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn hay là thử cách này nha. Thử cách là dùng mở khóa bằng cái lon bia này ra. Mở khóa bằng lon bia. Thì bây giờ Trưng sẽ làm thử luôn cho mọi người xem. Bây giờ hai cái này không hiệu quả rồi, cái chìa khóa với lại cái này không cần thiết nữa. Bây giờ mình dẹp ở bên đi. Đó. Bây giờ Trưng sẽ dùng cái lon bia này để cắt. Thông thường là mọi người cũng phải chọt vô dùm á. Chọt vô. Đó. Cắt ra. Đó. Lên vậy? Mở khóa. Trời, mở khóa con lon bia hả? Ừ. Tính đi học ở đây ăn trộm hay vậy?
Không? Tào lao nó bậy người ta nghe, người ta công an bắt tao bây giờ. Cái này là tao hướng dẫn cho mọi người cách mà lỡ như mất chìa khóa, không có chìa khóa thì mình dùng cái lon bia này để mà mở, mở nó ra. Đó một cái hay cái là hữu dụng á, không thông thường mình sẽ mắc hoài à. Bây giờ hướng dẫn, ta đang hướng dẫn người ta. Mọi người cắt ra nha. Cắt ra lon bia ra đó thì cắt thêm một cái dọc khác nữa. Đây. Mình cắt mình tạo thành một cái hình giống như hình chìa khóa nha mọi người. Nha. Mấy này mọi người cẩn thận nha, dễ bị đứt tay lắm á. Được không? Được chưa? Làm sao? Đó, vậy đứt tay lắm. Đó, mọi người thấy không? Đó, thấy không? Đó. Vậy đó. Xong thì mình sẽ cắt. Gì vậy mà? Bán ổ phá quỷ nè, mở thằng chơi bồ gồ ghê vậy. Một giây một. Mà làm gì vậy? Ra đó. Dây giúp thôi. Ủa tao có kêu mày mở đâu? Hả? Tao có kêu mày mở đâu? Cái gì mày mà khu banh nóc luôn rồi? Ừ, trời ơi, cổ hóa đơn giản đó. Ôi trời, trời, trời. Nè, anh thấy trong cái ổ khóa nó có hai miếng này nè. Để anh chỉ cho. Nè, nó có hai miếng mà nó trắng ngang vậy rồi phải không? Rồi, mình lấy cái vít mình đưa vô, mình nạy qua, nạy lại cái là nó văng cái hai miếng ra nè. Rồi. Rồi. Cách này là cách mấy thằng ăn trộm nó làm mà. Em không có ăn trộm. Em học của mấy thằng ăn trộm thôi. Mấy ổ khóa à, là đi chung đồng bọn nó hả? Không, bậy rồi. Hôm nay hôm nay thấy cái nhà nó bị mất mất khóa vô này nè. Vô cách là mọi người, cách mà bị nó khui nè. Dùng vít mà khui banh cái nóc rồi ra này đó. Là xong luôn rồi, lại dứt nảy nó ra luôn rồi. Em chỉ cho mọi người, em chỉ đặng cho mọi người á, đừng nên mua mấy ổ khóa mà giỡn thế này. Một cái vít mọc mở ra nè, thấy không? Nghi lắm mà, tao nghi lắm mà. Không có nghi. Nè, khởi hai miếng này ra nè, là xong nè. Đó. Trời ơi, đơn giản. Nó cắt lon bia, trời ơi. Gầu chết luôn, thiệt. Bởi vì mít tay chân lại nó phải làm chuyện gầu gà nè. Thử lên, thử cầm cái vít dặn lại. Dặn ai? Thử ai? Dặn thôi. Ừ. Ra nè. Rút vô dặn ra. Ủa? Ờ, ra. Có gì đâu mà khó. Ừ, hay á. Tay khởi khởi cái miếng này văng ra là mấy cái cục chì ở trong á. Ý, nhưng mà tao có chìa khóa mà. Cái gì vậy? Tao có chìa khóa mà. Đâu rồi? Trời tao mà. Nè, mình ơi. Có chìa. Vậy anh để anh bóp lại, anh để đây làm gì? Rồi, xong rồi mọi người ơi. Tiêu tan cái chìa khóa tôi rồi. Tôi khóa tôi. Không, em hướng dẫn cho mọi người thông cảm mình nè. Mình hướng dẫn mọi người mà cách mà mở ổ cái ổ phá này trong vòng 1 giây. Trời ơi, nó tà lanh ơi là tà lanh, trời ơi. 50.000 của tao tao mới mua mới tanh luôn, còn ba chìa khóa mới tanh luôn, tao mua tới hướng dẫn mọi người cách mở bằng lon bia. Dạ, mua chìa khóa phòng luôn hả? Mua khóa phòng hay gì? Ừ. Để khóa. Bỏ đi. Quên cái suy nghĩ mà mua cái ổ khóa này đi. Một giây mở ra rồi, quên suy nghĩ mà mua cái ổ khóa như vậy đi. Mua ổ khóa là phải mua ổ khóa tốt hơn. Anh bóp lại giờ. Anh đã khởi được cây kéo, anh khởi còn ha nữa. Ồ. Thấy không? Thôi, vậy thôi. Khoan. Nó ở lại, phải công nhận là hay thiệt. Là sao? Mà dùng cái chiêu con trộm mình làm cái cách này hay thiệt, nhưng mà cái là ta chưa căng, ta còn chìa khóa, ta không cần phải mắc chìa khóa. Bây giờ xong rồi, giờ ta tiên lẽ bây giờ có ổ khóa này nè, ổ khóa này á, ta nói gì, ổ khóa mà có mà chìa nào mở không được là khóa hư. Mà một chìa mở được chìa ổ khóa mà là vạn năng. Không, nhỏ nha, cái vít mở được nhiều ổ khóa là cái vít vạn năng. Còn anh cái vít, còn bây giờ ổ khóa này là cái chìa nào cái gì mở cũng được nè. Là ổ khó hư. 50.000 của tao móc ra từ đây. Trời ơi. Gì vậy? Tao đang hướng dẫn clip, tao làm clip hướng dẫn người ta khui bia. Bên đây. Khui bia đâu? Đó là khui lộn. Khui chìa khóa bằng khui đó, em khui chìa khóa đó, anh hướng dẫn khui chìa khóa đó, anh khui đó không? Xong clip của tao. Là tao làm tiền. Mau chui ra trời. Tao đang làm hướng dẫn thấy không? Trời ơi, nào thấy không? Cái vít dạng năng đó. Nào thấy không? Đó. Anh lấy cái vít giờ anh xài luôn, anh khỏi cần chìa khóa. Anh dở quá thiệt luôn á.
Thôi tao không biết bây giờ clip mà khui bằng cái lon bia ra tao bị mắc ở đó, tao hẹn lại clip sau cho mọi người. Nhưng mà trước bây giờ mày đền tao 50 ngàn đi, để lần sau tao khui ra tao dùng lon bia khui cho mọi người coi. Mắc xuống ngàn. Chơi ngu mọi người ơi. Ừ, móc ra. Ôi giời ơi. Xóa 50. Đây là mọi người. Thiệt chứ. Banh nóc cái ổ khóa luôn nè. Ôi giời. Vậy. Đạt mã giúp người tốn 50 ngàn. Lần sau đừng có lanh nữa chưa. Lần sau tăng giá gấp đôi à, 100 ngàn à.